Whispers in my head. What you gonna do? So take a key to hell. When chicken in your head. Ship channel. She never believes. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble. Otherwise, you should be ready to stumble. You know what they say, just shing on me. Để những người ngồi đây trong 20 năm tới thay đổi ngành nước ấy, thay đổi sức khỏe của 100 triệu dân Việt Nam. Và lần này là một cái gì đó nó khao khát suốt 20 năm qua mà chúng ta đang mong chờ. Là Việt Nam là khoa học, là kỹ thuật, là sản xuất, là khẳng định mình là người Việt. Cái người ta sẵn sàng chi tiêu hơn cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng ta biết là mai nhê thì quan trọng, nhưng mà cái tỷ lệ mai nhê trên phốt pho nó là bao nhiêu thì cái khả năng mà được đi vào trong tế bào và sử dụng được cơ thể nó mới quan trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.